Tất cả những sản phẩm của Kỳ Lân Luxury đã là vàng và kim cương đều phải có giấy kiểm định. Và đây là hai cái giấy kết quả giám định của hai cái logo này. Mỗi cái kết quả giám định đều có hình ảnh của cụ thể sản phẩm, chính sản phẩm đó. Ví dụ như đây là của cái cúc huy hiệu chữ BT của khách hàng 11,21g bằng hồng 18k, 7 viên kim cương, kiểu kim cương tròn từ 1.8 đến 1.9. Và tương tự đối với cúc huy hiệu của Kỳ Lân cũng vậy, bằng hồng 18, 3,64g và 43 viên kim cương. Trên cái kết quả kiểm định trên cái sản phẩm này có hình ảnh chi tiết. Vâng, và đây là những sản phẩm mà Kỳ Lân đã thực hiện cho rất nhiều vị khách hàng, tạo nên phong cách cá nhân, phong cách riêng của mình, tạo ra sự riêng biệt, tạo ra sự cá nhân hóa. Tương tự, nếu như quý khách có nhu cầu bất kỳ những sản phẩm gì, muốn từ chất liệu cơ bản thành chất liệu vàng nguyên khối AU750 và những viên kim cương hộp xoàn sẽ như tuyển chọn một cách hoàn hảo nhất về độ hoàn thiện theo tiêu chí tiêu chuẩn của hàng cao cấp Luxury, thì hãy liên hệ với Kỳ Lân Luxury để tạo ra những sản phẩm chất lượng về độ hoàn thiện hoàn mỹ cao cấp.